Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Thông tin và Truyền thông phát động cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia Việt Solution năm 2022. Người dân Bảo Yên làm quen với thanh toán không dùng tiền mặt. Lào Cai chủ động các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Trong phần tin quốc tế, Cuba đối mặt với nguy cơ già hóa dân số. Sau đây là nội dung chi tiết mà quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia Việt Solution năm 2022. Cuộc thi nhằm tìm kiếm sản phẩm, ứng dụng sáng tạo trong các lĩnh vực viễn thông, y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải, logistics, năng lượng, tài nguyên môi trường, sản xuất công nghiệp. Mọi đối tượng đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới đều có thể dự thi. Những thí sinh tham dự được tạo một môi trường kết nối với các đối tác tiềm năng, tham gia các khóa huấn luyện, hỗ trợ hoàn thiện các kỹ năng quản lý tài chính, marketing, kêu gọi vốn đầu tư và được thi đấu toàn cầu. Sẽ có 9 giải thưởng được trao, mỗi giải trị giá 200 triệu đồng. Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia Việt Solution được tổ chức thường niên bởi Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nhằm tìm kiếm các ý tưởng, sản phẩm, giải pháp công nghệ sáng tạo có khả năng ứng dụng vào các ngành, lĩnh vực xã hội trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tại huyện Văn Bàn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tổ chức chương trình đối thoại tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hộ gia đình với nông dân. Tham gia đối thoại, gần 200 cán bộ, hội viên Hội Nông dân các xã thị trấn đã được phổ biến những chính sách cơ bản, quy định về đối tượng, thủ tục và nơi đăng ký tham gia, mức đóng, phương thức đóng phù hợp với khả năng kinh tế của bản thân, quyền lợi cụ thể khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhiều nông dân đã nêu những vấn đề còn chưa rõ liên quan đến chính sách bảo hiểm, như mức trần tuổi tối thiểu và tối đa để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng, mức phí được giảm trừ, chế độ bảo hiểm y tế khi khám và điều trị bệnh, thông tuyến, chuyển tuyến và một số vấn đề khác. Những băn khoăn của nông dân Văn Bàn đã được đại diện Trung ương Hội Nông dân, Hội Nông dân và Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thỏa đáng. Hiện nay huyện Văn Bàn có 83% dân số tham gia bảo hiểm y tế và có 500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hôm qua 22 tháng 7, các vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 7 năm 2022 đã bước vào tranh tài ở ngày thi đấu thứ tư với 8 trên 10 môn giai đoạn 2 của đại hội. Kết thúc ngày thi đấu thứ tư, Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng tổng sắp huy chương. Sau 3 ngày tranh tài, các vận động viên đã hoàn thành 56 nội dung thi đấu ở các môn điền kinh, đá cầu, bắn nỏ, đẩy gậy và taekwondo. Tính đến hết ngày 22 tháng 7, với việc giành được 57 huy chương, trong đó có 27 huy chương vàng, Đoàn Thể thao Sở Giáo dục và Đào tạo đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng tại đại hội. Đoàn huyện Bảo Thắng xếp vị trí thứ 2 và đoàn thành phố Lào Cai đang ở vị trí thứ 3. Ngày hôm nay 23 tháng 7, 6 môn còn lại sẽ tiếp tục tranh tài. Ban tổ chức sẽ trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất ở môn điền kinh. Thưa quý vị và các bạn, thanh toán qua tài khoản có rất nhiều tiện ích. Đặc biệt sau thời gian dịch bệnh COVID-19 phức tạp vừa qua, người dân đã tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ này. Hiện nay không chỉ tại các đô thị lớn mà ở các địa phương, việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng được sử dụng ngày một nhiều. Trước đây mỗi khi có nhu cầu mua sắm hàng hóa, chị Nguyễn Thị Hương sẽ phải chuẩn bị một lượng tiền mặt nhất định, tương đương với số hàng định mua. Nhưng từ khi làm quen với hình thức thanh toán qua tài khoản, chị Hương chỉ cần cầm theo chiếc điện thoại thông minh mỗi khi đi mua sắm. Không sử dụng tiền mặt đấy, thì lúc mình đi ra ngoài thì nó sẽ không bị kiểu là ví dụ mình rút ra rút vào thì sẽ hay bị rơi này. Đấy.
hoặc là mình đi đâu xa thì là không nên mang nhiều tiền mặt ấy, thì thường thường là mang thẻ để tiện hơn. Để đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của người tiêu dùng, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh cũng nhanh chóng bổ sung nhiều dịch vụ thanh toán như chuyển khoản, QR code. Một số cửa hàng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã chiếm khoảng 20% và đang có chiều hướng tăng cao. Có bán được nhiều tiền mặt hay là chúng tôi vẫn phải giao dịch qua ngân hàng, có thể cuối ngày vẫn phải mang lên ngân hàng nộp. Nhưng mà khi được thanh toán qua hệ thống này thì là tiền nó vào luôn tài khoản thì có khi cái giảm thiểu cái thời gian, ví dụ là đáng ra là một ngày chúng tôi phải đi ngân hàng nộp tiền một lần, nhưng nó có thể là 2-3 ngày chúng tôi mới phải lên ngân hàng giao dịch thì nó cũng rất là tiện lợi và an toàn. Tại Bảo Yên, bộ phận một cửa của một số đơn vị cũng đã chấp nhận việc thanh toán phí và lệ phí qua tài khoản ngân hàng. Người dân cũng dần hình thành thói quen không sử dụng tiền mặt trong thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Chúng tôi cũng đã xác định là đây là một cái việc phải cấp bách, chúng tôi đang tiếp tục triển khai một số các cái hệ thống để thanh toán tiền bằng quét mã để tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân đến giao dịch. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung triển khai tổ chức cái việc đó là cái tuyên truyền vận động cho người dân cũng như cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện cái việc mà thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp tục đẩy mạnh cái việc cài đặt thanh toán qua các cái dịch vụ ngân hàng đối với các xã thị trấn và người dân. Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành xu thế tất yếu của xã hội. Tuy nhiên, để các tiện ích này đến được với nhiều người dân hơn thì cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt là cung cấp các kiến thức để người dùng sử dụng các biện pháp thanh toán không dùng tiền mặt một cách an toàn. Tiếp sau đây là một số thông tin thị trường, mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Giá một số loại sữa trên thị trường trong những ngày qua có chiều hướng tăng giá. Cụ thể, thùng 48 bình sữa, loại tiệt trùng có đường, Dutch Lady Canxi and Protein 220ml có giá 270.000 đồng. Loại dinh dưỡng ít đường Vinamilk 220ml có giá 330.000 đồng. Còn sữa tươi tiệt trùng ít đường TH Tremil cùng loại có giá là 380.000 đồng. Như vậy, so với tuần trước, giá một thùng sữa này đã tăng từ 5 đến 10.000 đồng. Nguyên nhân là do giá nguyên liệu đầu vào thế giới tăng, cùng với đó là giá các loại thức ăn chăn nuôi bò sữa tăng cao, kéo theo giá sữa cũng nhích dần. Theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh, các loại đồ uống hiện vẫn cơ bản ổn định. Cụ thể, nước ngọt như cam ép, Coca-Cola có giá từ 180 đến 220.000 đồng một thùng. Mặt hàng bia tùy thuộc vào thương hiệu sản phẩm, có giá từ 220.000 đồng đến 400.000 đồng một thùng. Giá các loại bánh kẹo trên thị trường về cơ bản không biến động. Cụ thể, một số mặt hàng như bánh tốt cách 420 gram hộp giấy có giá 53.000 đồng một hộp, bánh custard có giá 50.000 đồng một hộp, bánh Apollo loại 11 gram hộp giấy có giá 68.000 đồng một hộp, bánh Choco Pie loại 360 gram có giá 53.000 đồng một hộp. Hai loại cây ăn quả ôn đới mới là giống đào XP21 và giống lê XT77 của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh vừa được Hội đồng Khoa học tỉnh tiến hành đánh giá. Đây là hai giống cây có nhiều triển vọng thích ứng với điều kiện khí hậu ôn đới như Sapa, Bắc Hà, Bát Sát, Simacai. Giống lê XT77 có nhiều ưu điểm nổi trội như quả đồng đều, chất lượng quả ngon, vị ngọt đậm, thịt quả màu trắng ngà, mẫu mã đẹp, cuống quả dài, dễ bọc, chống côn trùng gây hại. Cành có độ mềm dẻo thuận tiện cho quá trình tạo tán viên cành, vỏ quả cứng, chịu vận chuyển. Năng suất của giống lê XT77 khá cao và ổn định qua các năm, trung bình đạt từ 28 đến 30 kg một cây. Giống đào XP21 có khả năng sinh trưởng khỏe, quả to, vị ngọt, giòn, thơm, ít bị ruồi đục quả gây hại. Thân lá phát triển mạnh, sau trồng 2 năm đã cho quả. Năng suất của giống đào này dao động từ 28 đến 31 kg một cây. Quá trình nghiên cứu khảo nghiệm cho thấy hai giống cây ăn quả này có triển vọng cần được đánh giá công nhận là cây đầu dòng để nhân rộng ra sản xuất đại trà.
Thị xã Sapa vừa hoàn thiện hồ sơ đánh giá sản phẩm tham gia chương trình OCOP với sự tham gia của 3 chủ thể, gồm Hợp tác xã nuôi trồng chế biến thủy sản cá hồi cá tầm Thức Mai, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lâm Phong, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chapaco Sapa. Qua thẩm định hồ sơ, vùng nguyên liệu cơ sở sản xuất của các sản phẩm, tổ giúp việc cấp tỉnh đã thông qua các sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng OCOP cấp tỉnh, gồm các sản phẩm xúc xích cá tầm Sapa, chả cá tầm Sapa cắt khúc, viên thả lẩu cá hồi Sapa của Hợp tác xã Thức Mai, nấm hương Sapa tươi, nấm hương Sapa khô của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lâm Phong và đông trùng hạ thảo Sapa tươi, đông trùng hạ thảo Sapa khô của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chafaco Sapa. Thị xã Sapa hiện là địa phương có số sản phẩm đạt sao OCOP nhiều nhất tỉnh với 32 sản phẩm. Trên cả nước, nhất là ở các tỉnh phía Nam, dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp với nhiều ca nặng tăng nhanh so với cùng kỳ những năm trước. Để chủ động phòng bệnh trước những nguy cơ xâm nhập, ngành y tế Lào Cai đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa. Theo số liệu thống kê, giám sát của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, trong tháng 7 năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận 3 ca mắc sốt xuất huyết. Đây đều là những ca bệnh ngoại lai và đã được cách ly điều trị kịp thời. Để chủ động phòng bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đang phối hợp với trạm y tế xã điều tra mỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, đánh giá nguy cơ, từ đó đề xuất các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Điểm dịch cũ từ những năm trước, quá trình theo dõi, giám sát trên cái phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết thì chúng tôi biết được những cái điểm đó là cái điểm nguy cơ thì chúng tôi sẽ đến để thực hiện điều tra, đánh giá thành phần mật độ cũng như là sự có mặt của con muỗi ở tại cái địa phương đó. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn, hệ thống y tế cơ sở cũng tăng cường công tác tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết và những bệnh do muỗi truyền, từ đó giúp người dân hiểu và thường xuyên thực hiện. Tổ chức giám sát tại địa phương mỗi tháng một buổi theo từng thôn, thăm từng hộ gia đình và xem có ai có các cái triệu chứng mắc sốt xuất huyết hay không. Tuyên truyền trực tiếp tới người dân các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh, phát quang bụi rậm và vệ sinh môi trường hàng tuần để tránh những cái nơi nước đọng cho muỗi vào đẻ trứng để diệt loang quang bọ gậy. Hiện cả nước đang bước vào mùa mưa, là mùa cao điểm của các dịch bệnh do muỗi truyền. Do vậy, mỗi người dân cần tích cực phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện các biện pháp phòng bệnh để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động giao thông đường thủy để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã xử lý 4 phương tiện vi phạm. Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy đối với 7 bến khách ngang sông và 135 phương tiện vận tải hành khách thủy nội địa, phát hiện và lập biên bản 4 phương tiện thủy vi phạm, tạm giữ 2 phương tiện. Cùng với tăng cường kiểm tra quản lý hoạt động vận tải trên các tuyến giao thông thủy nội địa, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phát động phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước, tuyến sông an toàn cho chủ các phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông thủy, chủ các bến đò ngang, qua đó góp phần bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, từng bước thoát khỏi tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, thời gian qua đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi trong tư duy sản xuất. Họ đã khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa. Mảnh vườn nhà trước chỉ để trồng rau phục vụ bữa ăn hàng ngày, nay được bà Sần Thị Bức, thôn Tà Văn Giấy, xã Tà Văn, thị xã Sapa, trồng các loại rau được thị trường yêu thích như đậu Hà Lan, cải thảo và trồng thêm rau cổ lam để bán cho hợp tác xã. Nguồn thu của gia đình cũng từ đó được cải thiện và nâng cao. Trước thì cũng đi bán lẻ thì cũng khó hơn, bây giờ có hợp tác xã thì làm được thì bán cho hợp tác xã thì không cần lo cho bán nữa. Chúng tôi đang tập trung vào những cái nhóm sản xuất như là trồng cây ăn quả này, trồng rau, rồi là nuôi các con vật bản địa và tập trung vào những cái nhóm phụ nữ làm nghề như là xây lanh dệt vải để tăng thêm thu nhập cho bà con.
với 700 mã sản phẩm thổ cẩm cung ứng ra thị trường mỗi năm, doanh thu trung bình trên 4 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1,4 tỷ đồng. Chị Cung Thanh Mai đã thành công trong việc đưa các sản phẩm thổ cẩm truyền thống thành hàng hóa cung ứng ra thị trường, tạo công ăn việc làm, giúp phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số ở địa phương có nguồn thu ổn định cuộc sống. Thấy bà con cũng cứ bán hàng rong lang thang ngoài đường đấy, thì em cũng không muốn cho bà con phải làm những công việc như thế, và cũng muốn cho bà con tập trung tại một địa điểm để cho bà con có nơi để bà con làm và cho khách đến để được tham quan và trải nghiệm. Với tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở những thôn bản còn nhiều khó khăn, đã giúp Sapa thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân qua từng năm. Kết thúc năm 2021, giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng trên 1 hectare đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt trên 120 triệu đồng. Theo tiêu chí mới, thị xã Sapa còn 35,35% hộ nghèo, tốc độ giảm nghèo bình quân năm đạt trên 6%. Phân định rõ trách nhiệm là đầu tư của nhà nước, cái nào là trách nhiệm của cộng đồng, cái nào là trách nhiệm của người dân. Sao cộng đồng, người dân là chính, là tham gia là chính vào cuộc. Với tinh thần đổi mới tư duy phát triển kinh tế từ mỗi người dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, Sapa đang quyết tâm phấn đấu giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, trung bình mỗi năm sẽ giảm từ 7 đến 8% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới. Tiếp theo chương trình, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ các cơ sở chế biến gỗ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ nỗ lực vượt khó. Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau. Đối với vùng thành thị, gồm các phường thuộc thành phố Lào Cai, phường Sapa thuộc thị xã Sapa, thị trấn Phố Lu thuộc huyện Bảo Thắng, thu học phí 300.000 đồng một học sinh một tháng. Đối với vùng nông thôn, gồm xã Vạn Hòa thuộc thành phố Lào Cai, xã Sơn Hà thuộc huyện Bảo Thắng, trừ các thôn thuộc vùng dân tộc và thiểu số, theo quyết định số 612 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc, thu học phí 200.000 đồng một học sinh một tháng. Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gồm các xã khu vực 1, 2 và 3, theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ ngày 4 tháng 6 năm 2022 và các thôn đặc biệt khó khăn, theo quyết định số 612 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc, thu học phí 100.000 đồng mỗi một học sinh một tháng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp bất thường của thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Các địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã triển khai các giải pháp phòng ngừa cháy nổ. Tuy nhiên, một bộ phận người dân, chủ cơ sở vẫn chưa có ý thức thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy. Các cơ sở chế biến gỗ là một trong những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, bởi nơi đây tập trung nhiều các chất dễ cháy như mùn cưa, vỏ bào, gỗ, rừng bồi sơn. Nếu không có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, rất dễ xảy ra cháy nổ, đe dọa đến tính mạng tài sản của người dân, doanh nghiệp. Về an toàn thì bao năm nay thì vẫn an toàn, không có vấn đề gì cả. Bởi vì làm xong thì nói thực ra là cái làm mộc này thì những cái vỏ bào mùn cương người ta đến thu hết, xin hết. Không có chứa cái gì cháy nổ cả. Đấy, thì còn theo như quy định trước khi các cái đoàn đi nhắc nhở thì mình mua các cái bình bọt này từ cái năm mình làm rồi thì tiêu lệnh các thứ đầy đủ. Tuy nhiên, tại một số cơ sở chế biến gỗ, ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của chủ và người lao động còn hạn chế. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy còn thiếu, chưa đồng bộ và đảm bảo theo quy định. Cơ sở nhà em mới hoạt động từ năm 2012. Chị đã được đi tập huấn về phòng cháy chưa? Đi tập huấn phòng cháy là ở đây chưa được đi tập huấn. Ở khu này chưa được đi tập huấn. Gia đình thì lo lắng thì vẫn thường xuyên kiểm tra các hệ thống điện như thế này để đảm bảo chẳng hạn như vệ sinh về những cái bụi bặm các thứ đó, quấn vào dây điện như thế, rồi kiểm tra dây điện thường xuyên để xem nó có bị sơ hở gì không. Bây giờ thế thôi. Mình có tất cả bao nhiêu cái bình chữa cháy này? Có 4 cái.
Hiện trên địa bàn phường Lào Cai có 16 cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ. Một số cơ sở đã được quy hoạch vào các khu cụm sản xuất, một số chưa sắp xếp được, nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Lãnh đạo phường Lào Cai nhận định, chế biến gỗ là ngành nghề có nguy cơ cháy nổ rất cao. Thế thông qua việc kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy thì chưa đảm bảo theo quy định. Thế trước cái nguy cơ như vậy thì địa phương rất là mong muốn đề nghị các ngành chức năng vào cuộc để kiểm tra và xử lý những cái vi phạm và yêu cầu khắc phục tồn tại trong cái thời gian sớm nhất trong khu vực tiểu thủ công nghiệp để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở chế biến gỗ, không chỉ cần sự vào cuộc của các ngành chức năng, chính quyền địa phương mà còn phải thay đổi nhận thức, tính chủ động các phương án phòng cháy của chủ doanh nghiệp và người lao động tại các cơ sở. Những nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin thời sự tối và đêm 23 tháng 7 trên sóng truyền hình Lào Cai. Thời gian gần đây, tình trạng trẻ em, đặc biệt là nữ giới độ tuổi từ 14 đến 15 tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng bị các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ tham gia lao động trái phép ở một số khu vực ngoại tỉnh diễn biến phức tạp. Thực trạng đó cho thấy việc tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm ở các địa phương cần được quan tâm hơn nữa. Lấy người dân làm chủ thể, sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng thôn kiểu mẫu đã và đang tạo sự lan tỏa tích cực tại các địa phương trong tỉnh. Câu chuyện về đội ngũ trọng tài, những người cầm cân nảy mực tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 7 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tin trong nước. Thưa quý vị, trước diễn biến giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian gần đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và các địa phương thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nguồn cung thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt lợn qua biên giới, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ, trục lợi, thao túng và nâng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ những bất cập hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục, đảm bảo giảm thiểu các khâu trung gian, đẩy chi phí lưu thông, tăng giá bán, tiến tới hoàn thiện hệ thống phân phối, bán lẻ tinh gọn hiệu quả, hợp lý trong cơ cấu giá bán hàng. Kể từ khi Cơ quan Hải quan công bố thông tin xuất khẩu khẩu trang y tế từ năm 2020, lần đầu tiên xuất khẩu mặt hàng này đạt dưới 10 triệu chiếc một tháng. Cụ thể, số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 6 tháng vừa qua, cả nước có 6 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 6,9 triệu chiếc, giảm 33,6% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 5 năm 2022. Chuyển sang tin thời sự thế giới, Ủy ban châu Âu EC đã tiến hành 4 thủ tục pháp lý mới chống lại Anh sau khi Hạ viện Anh phê chuẩn dự luật cho phép London bỏ một số điều khoản liên quan đến việc quản lý các thỏa thuận thương mại hậu Brexit về thương mại với vùng Bắc Ireland. Như vậy, với 4 thủ tục pháp lý mới này, EC đã tiến hành tổng cộng 7 thủ tục pháp lý đối với Anh. Dự kiến toàn bộ tiến trình này sẽ kéo dài hơn một năm và có thể sẽ dẫn tới việc Anh bị Tòa án Công lý châu Âu đưa ra án phạt. Theo thỏa thuận hậu Brexit giữa Anh và EU, vùng Bắc Ireland thuộc Anh nhưng vẫn nằm trong thị trường chung châu Âu, nên hàng hóa nhập khẩu tới các vùng còn lại của Anh vào Bắc Ireland sẽ phải tuân thủ các thủ tục hải quan và một số yêu cầu giám sát khác, nhằm tránh tình trạng phải tăng cường kiểm soát biên giới giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh với Ireland. Tuy nhiên gần đây, Anh lại muốn thay đổi các quy định kiểm soát hàng hóa này, dẫn đến mâu thuẫn với EU. Truyền thông Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này khẳng định Iran và Ả Rập Xê Út đều đã sẵn sàng khởi động một tiến trình đàm phán chính trị về bình thường hóa quan hệ song phương. Theo Ngoại trưởng Iran, Ami Abdullahian, tại vòng đàm phán thứ 5 vừa qua ở Iraq, hai bên đã đạt được một số tiến triển về lĩnh vực an ninh. Trước đó, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cũng xác nhận Ả Rập Xê Út đã sẵn sàng tham gia đàm phán chính trị với Iran nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao bình thường giữa hai bên
do Iran và Ả Rập Xê Út là hai quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, nên việc hai nước này định hình lại quan hệ thông qua các cuộc đàm phán với vai trò trung gian hòa giải của Iraq được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm căng thẳng và dần mang lại ổn định cho khu vực Trung Đông, vốn luôn được mệnh danh là chảo lửa của thế giới. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tập trung nỗ lực vào các biện pháp hỗ trợ cả về an ninh và kinh tế nhằm thuyết phục Triều Tiên không tiếp tục chương trình hạt nhân. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã vạch ra các biện pháp nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều, bao gồm cả hỗ trợ kinh tế và giải quyết các vấn đề an ninh mà Triều Tiên bày tỏ lo ngại. Bộ trên cho biết sẽ tìm kiếm việc thực hiện theo từng giai đoạn và đồng thời việc phi hạt nhân hóa và các biện pháp tương ứng thay vì áp dụng cách tiếp cận thỏa thuận lớn trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có kế hoạch phát triển quan hệ bền vững với Triều Tiên và tích cực tìm kiếm hợp tác nhân đạo. Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều thời gian qua không có nhiều tiến triển, trong khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã nóng lên với hàng loạt vụ thử tên lửa mà Bình Nhưỡng tiến hành kể từ đầu năm nay. Trong nhiều năm qua, Cuba luôn phải đối mặt với thách thức về nhân khẩu học khi dân số liên tục giảm do tỷ lệ sinh thấp và cân bằng di cư âm. Theo số liệu thống kê, trong năm ngoái, Cuba chỉ có gần 100.000 trẻ em chào đời trong khi có gần 170.000 ca tử vong, chủ yếu do các bệnh liên quan đến tuổi già. Như vậy, chênh lệch giữa tỷ lệ sinh và mất ở Cuba là khá lớn. Ngoài ra, tính đến cuối tháng 3 vừa qua, dân số ở Cuba đã giảm khoảng 7.400 người so với cuối năm 2021, tức chỉ sau 3 tháng. Vì thế, chính phủ nước này đang phải tìm cách tăng tỷ lệ sinh từ mức 1,45 trẻ em trên một phụ nữ lên mức 2,1. Theo ước tính của Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba, đến năm 2030, Cuba sẽ có khoảng 30% dân số là người trên 60 tuổi. Hiện nước này đang có khoảng 2,5 triệu người định cư ở nước ngoài, chiếm 1/5 dân số. Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản đã thông qua kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Kế hoạch được phê duyệt sau khi tiến hành lấy ý kiến của người dân trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 17 tháng 6. Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, Ủy ban trên đánh giá nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý, có chứa hàm lượng chi ti rất nhỏ, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản và đã chấp thuận kế hoạch xả thải ra biển do công ty điện lực Tokyo TEPCO đề xuất. Tuy nhiên, để kế hoạch được triển khai, TEPCO sẽ phải tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để nhận được sự đồng ý về việc xây dựng đường hầm dẫn nước xả từ khu chứa thải ra biển, có chiều dài khoảng 1 km và cách mặt nước 12 m về phía Đông Thái Bình Dương. Kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển này đã vấp phải sự phản đối của ngư dân địa phương cũng như một số nước láng giềng của Nhật Bản như Trung Quốc và Hàn Quốc. Các nhà khoa học mới đây đã cảnh báo cháy rừng gia tăng cả về cường độ và tần suất tại nhiều nước, khiến khói lan rộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của con người. Theo nghiên cứu của Đại học California, Mỹ, khói cháy rừng bao gồm các loại khí, hóa chất độc hại và những loại bụi mịn tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe. Khói này độc hơn cả không khí ô nhiễm, khi có thể tồn tại trong không khí nhiều tuần và di chuyển xa tới hàng nghìn km. Nghiên cứu những người hít phải khói từ cháy rừng cho thấy họ có tỷ lệ đau tim, đột quỵ và ngưng tim cao hơn, nguy cơ nhập viện vì hen và các vấn đề về hô hấp cao hơn và hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Trong khi đó, những người tiếp xúc nhiều với cháy rừng như nhân viên cứu hỏa có nguy cơ bị ung thư cao hơn. Nghiên cứu cũng cho biết, việc tiếp xúc với khói cháy rừng nhiều có khả năng sẽ gây bệnh tật, song rất khó để đưa ra dự đoán chính xác. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.